never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Tiếp theo thì đấu số 26 tháng cân 38 kg, vận động viên từ Thanh Vân, Thanh Bắc Linh trang màu đỏ gặp vận động viên Triệu Bảo Ngọc, đơn vị Thái Nguyên trang màu xanh. Sau trận thi đấu này, mời hai vận động viên Lê Thị Diệu, đơn vị Công an Nhân dân, và Lý Thị Huệ, đơn vị Đám Ai chuẩn bị. Mấy giờ rồi? 11 giờ kém rồi. Và 8 kg. Trận đấu tiếp theo mà các bạn đang quan sát trên màn hình đó là trận đấu ở hạng 38 kg của nữ giữa Bùi Thị Vân Anh của Lệ Bắc Linh trang phục đỏ và Triệu Bảo Ngọc của Thái Nguyên trang phục xanh. Đỏ rất khỏe. Đỏ đẩy xanh ra ngoài sới giành 1 điểm. Rồi thì mỗi vận động viên giành được 2 điểm, xanh cũng không kém phần. Hiện tại thì vận động viên trang phục đỏ đang có 3 điểm, xanh đang có 2 điểm. Lên 7 điểm. Xanh đang có 2 điểm, đỏ tiếp tục giành điểm. 9 điểm rồi. Càng sau luôn là 2 điểm nữa. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, vận động viên trang phục đỏ đang có 9 điểm, xanh đang có 2 điểm. Thank you.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu. Tiếp tục. Đỏ 9, xanh 2 điểm. Đỏ rất khỏe, rất nhanh. Giải trí hôm nay là vẫn phát trực tiếp trên Facebook à? Thể thao giải trí á. Hai vận động viên đang giật gì, động tác gì đây? Vừa rồi thì vận động viên trang phục đỏ bị nhắc nhở tích cực thi đấu, mà thời gian thì lại đang ủng hộ cho vận động viên trang phục đỏ. Hết 30 giây đã thưởng điểm cho vận động viên trang phục xanh là 3 điểm. 1 điểm cộng 2 thành 3 điểm. Đỏ thì đang có 9 điểm. Và thời gian thì lại đang ủng hộ rất lớn cho vận động viên trang phục đỏ. Cơ hội chiến thắng đến gần rồi. Kết thúc, vận động viên trang phục đỏ giành thắng lợi. Xin công bố kết quả trận đấu vừa qua như sau: vận động viên Bùi Thị Vân được Bắc Ninh trang phục đỏ thắng trận. Thắng tiếp theo trận đấu số 27.